Sau gần 8 tháng ra quân thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, tình trạng xe cơi nới thành thùng chở quá tải đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên thì vẫn còn một số doanh nghiệp vận tải hoạt động lén lút tìm cách né tránh xử phạt. Các vận hành như vậy của doanh nghiệp là thiếu bền vững và rất khó để mà xóa bỏ triệt để nạn xe quá tải hoành hành. Phát hiện phía trước có tổ công tác của Thanh tra Giao thông, đoàn xe tải dừng lại để né tránh kiểm tra. Tình trạng này diễn ra thường xuyên ở các tuyến đường khu vực cảng Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, cũng trên trục đường này, một số doanh nghiệp chấp hành tốt thì xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng thông thương liên tục. Kết quả cân kiểm tra của em thì nó cũng tương ứng với cái kết quả của phiếu cân. Thì nói chung là chấp hành công tác kiểm soát tải trọng như thế này là tốt. Các hàng quá tải thì công ty sẽ không cho ra khỏi công ty, buộc phải hạ tải đúng theo quy định. Thay vì kiểm soát tải trọng ngay từ khi bốc xếp hàng hóa lên xe như doanh nghiệp trên, thì vẫn có nhiều đơn vị vận tải hoạt động theo kiểu đối phó. Nghị định 158 của Chính phủ quy định, các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại vị trí mỏ khai thác. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp thực hiện nên vẫn chưa thể xử lý dứt điểm xe chở quá tải. Rà soát các cái mỏ, các cái điểm mà tập kết vật liệu hay là các cái điểm vận chuyển lớn đó, thì phải làm việc với các cái đơn vị chủ mỏ hay là các cái đơn vị tập cỡ hàng hóa ở mức độ chính để tạm thời bước đầu là nội bộ họ tự kiểm soát trước khi họ cho các phương tiện tham gia giao thông. Mỗi năm, doanh nghiệp vận tải đều cam kết không vi phạm quy định chở quá tải, nhưng thực tế rất ít doanh nghiệp thực hiện. Kiểm tra xử phạt xe quá tải chạy trên đường chỉ là phần ngọn. Kiểm soát tải trọng ngay từ đầu nguồn hàng của doanh nghiệp vẫn là giải pháp để xóa bỏ triệt để xe quá tải.